Đúng rồi, mình offline là đơn là mình vẫn chốt bình thường. Trên lứa thưa 19 mình like buổi cuối cùng, À 20 chỗ. Mình yêu nhau mấy đầu mặt xuống rồi. Còn cái khâu về quê nữa. Em chào các chị. Chưa, chị nào chưa có xem được Tôn Nhung thì tối nay em lên lại Tôn Nhung nha, cái chị đẹp nhà em. Giả váy hả chị mặc giả váy size số mấy chị ơi? Giả váy em còn nha, giả váy em còn. Nhưng mà em còn từ size 1 đến size 3 à. Lấy cái ly đó làm chị luôn đi bé thấy. Trên lứa thưa. Nóng quá mà. Giả váy em còn nha chị. Chị mua giả váy bông hay là giả váy màu? Giả váy bông là em còn. Đây. Chị muốn mua giả váy thì em lên giả váy trước cho. Giả váy bông 130, chị đẹp em còn size 1, size 2 với size 3. 4, 5, 6 thì em hết. Để em lên giả váy trước cho mấy chị nha. Chị nhà em hỏi giả váy nhiều, em lên giả váy trước cho. Tôn Nhung một tí xíu lên nha, Tôn Nhung một tí xíu lên. Là cái trang của em nó bị giảm tương tác ghê luôn á mấy chị. Biết sao nữa, chắc bán đồ ăn nhiều quá. Năm sau là tập trung vô bán quần áo nha. Năm sau tập trung vô bán quần áo. Em cảm ơn chị Phạm Hương rất là nhiều. Tuần nữa là em nghỉ Tết rồi, cái chị đẹp nhà em. Tuần nữa em nghỉ Tết rồi đó. Rồi, bộ em đang mặc là mã hồng, cái chị đẹp nhà em nha, mã hồng cái chị yêu ơi. Bộ này là size số 1 luôn nè chị, size số 1 50 52 kg trở lại đó, tùy chiều cao cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Bộ em đang mặc là quần giả váy nha, để anh đứng lên cho các chị xem form. Mẫu này em còn được có từ size 1 đến size 3 à, còn có mấy bộ rồi các chị. Tại đây tới Tết em không có ra thêm lô nào nữa hết trơn á, không có ra thêm lô giả váy ha. Đồ bà Lai hết hết hàng rồi chị. Đồ bà Lai em hết chân hàng rồi. Rồi em đang mặc là mã hồng nha, size số 1. Nãy chị nào hỏi em size 1 nè, em còn mấy mẫu này là size 1 nè chị, mã tím. Tím em còn size 1 luôn. 130 ngàn giúp em nha, mã tím, quần giả váy dài nha chị, quần giả váy dài. Rồi. Màu đen hả, màu đen hình như em còn size 2 trở lên á. Em coi thử màu đen thử rồi còn không. Nhớ như còn xe 2 không. Còn
Màu đen em còn duy nhất size số 2 à chị ơi, không có còn size 1. Chị hỏi em size số mấy, màu đen em còn size 2 thôi nha. Rồi cái này lên giúp giùm em là bell reel nè các chị, bell reel. Bell reel giúp em nha, bell reel size số 1 nè. Bộ này là họa tiết cam giúp em. Họa tiết cam, chỗ của em họa tiết cam. Rất là đẹp luôn. Rồi bộ này là họa tiết đỏ. Chốt em họa tiết đỏ chị, họa tiết đỏ rất là đẹp luôn nè. Họa tiết đỏ giúp em nha, họa tiết đỏ. Em đang mặc là mã hồng. Rồi mã này lên giúp giùm em mã hoa. Chốt em mã hoa nha, mã hoa. Giả váy em còn có nhiêu đây nữa thôi nhé chị. Em lên cái chị chọn không có được nữa là không có còn hàng khác nữa nha. Tại đây đó, em không có về hàng thêm giả váy nữa. Rồi lên giúp em mã bi cam nha. Bi cam cao 1m54, nặng 55kg. Màu đen là mặc size 2 đúng rồi đó chị. Rồi lên giúp em là mã bi cam nha các chị. Bi cam. Chốt em mã bi cam luôn. Rồi em hết nha. Giả váy bông là em còn bao nhiêu đó đó. Giả váy màu ha, giả váy màu hôm nay em bán cho cái chị bằng với giả váy bông luôn đi, 130.000 luôn. Này thì thường em bán là 135. Rồi chị bi bon lại là em lấy cho chị là size số 2 nha chị. Một bộ màu đen size số 2 nha. Còn có mấy bộ à, em bán cho chị 130 luôn, bằng luôn cho bằng luôn với giả váy bông cho chị dễ. Đơn chốt lúc chiều nếu mà không có đi, không có giữ đơn lại, chị không có nhờ giữ đơn là đơn em đi luôn rồi đó chị. Bi cam số 1 có nha chị. Em lên cho chị là toàn bộ là size số 1 hết đó. Rồi chốt giúp giùm em mà đen nha các chị yêu ơi. Đen em còn duy nhất size số 2 thôi. Ok chị bi bon lại. Rồi chốt giúp em mã này là mã đen nha. Đơn mà cái chị mấy bạn nhà em gọi chốt đơn cái chị không có kêu dồn đơn á, là bên em đã đi đơn luôn buổi chiều nha các chị, đi hết rồi đó. Chốt em màu đen đi cái chị, 130.000 luôn. Đen em còn duy nhất size số 2, 55kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Chốt em mã đen. Rồi màu này lên giúp em màu xanh lính nè. Xanh lính rất đẹp luôn nha. Chốt em màu xanh lính. Xuân đã đến bên em. Nắng xuân tuyệt vời. Rồi chốt em màu xanh lính mấy chị. Nghe nhạc xuân nôn nao quá. Đẹp quá chị. Chốt em màu xanh lính cái chị đẹp nhà em nha. Xanh lính kèm size giúp em luôn. Này em còn được có 3 màu rồi đó chị. Màu xanh lá. Màu xanh lá giúp em nha, màu xanh lá. Xanh lính rồi xanh lá. Giả váy màu 130 luôn. Chắc thun lai dông. Rồi lên giúp giùm em là màu xanh lá nha các chị, màu xanh lá. Xanh lá kèm size giúp em luôn, xanh lá. Mã này lên giúp em mã đẹp với chị, mã đẹp. Bộ này lên giúp giùm em mã đẹp nha. Mã đẹp.
Mã đẹp này như em còn từ C2 trở lên. Rồi lên giúp giùm em là mã đẹp đi các chị. Mã đẹp. Đẹp kèm size giúp em nha. Đẹp kèm size giúp em. Bộ em đang mặc là chất Ati Mỹ các chị. Chất Ati Mỹ. Alo, giờ Diệu nghe ạ. Đi em ạ. Dạ. Mà bữa nay đâu có bánh cơm cháy đó hả? Đúng rồi, không có cơm cháy, để mai em no, mai có hàng rồi em gửi cho nha. Ok. Dạ, rồi rồi, dạ dạ. Chị nhắn số tài khoản cho chị để chị chỉ cho em. Dạ, rồi, ok. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn chị Huyền Nguyễn rất là nhiều. Mình hàng tí xíu lên chị, mình hàng tí xíu đi em lên. Này mấy chị muốn mua mình hàng hả? Rồi chốt giúp em bộ này nha, mã này lên giúp em mã đẹp. Em đang sẵn lên quần giả váy rồi, em lên cho cái chị luôn. Bi cam, một bi cam với một bộ hồng size số 1 em chốt cho chị Thiên nghe. Chị hết Vân ơi, đơn hàng là em, đơn đồ ăn là đơn nào đã gọi rồi là em trả đơn hết rồi đó chị. Đơn nào đã gọi rồi là em trả đơn hết rồi đó. Các chị để ý điện thoại để nhận hàng giùm em. Cái tiếng máy giặt của chị sấy xong rồi. Rồi lên em mã này mã đỏ các chị, mã đỏ. Bộ em đang mặc là chất Ati Mỹ đó các chị. Cái bông này nè, hai cái bông mã đẹp với mã đỏ là chất Ati Mỹ rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp em mã đỏ nha các chị, mã đỏ. Đỏ kèm size giúp em. Rồi em hết rồi đó, quần giả váy em chỉ còn được có bao nhiêu đó thôi đó các chị đẹp nha em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ. Đỏ 4 em hết rồi chị. Quần giả váy là em không còn bộ nào size số 4 hết. Không biết mã đẹp còn không chứ mã đỏ là em hết rồi. Đỏ em còn 2 với đỏ em còn 2 với 3. Đỏ em còn được size 2 với size 3 thôi. Hết đỏ 4 nha, 130.000 một bộ nha chị. 130. Rồi bây giờ mấy chị muốn mua mịn hàng đúng không? Ok, mịn hàng thì em sẽ lên mịn hàng. Trước khi lên mịn hàng thì em sẽ lên cho cái chị cái bộ mango. Mango em có mấy bộ à, rất là đẹp luôn, size 60kg, 60-62kg trở lại. Cái chị đẹp nha em mặc vừa đó. Ủa cái này nó được hai cọc luôn. Bây giờ còn có 1 cọc nè. Ừ đúng rồi, còn có 1 cọc nè. Bộ mango này 115.000 nè, cái chị rất là đẹp luôn. Giả váy size số 5 em hết luôn rồi chị. Giả váy size 5 hình như em cũng không còn bộ nào hết. Bộ này là bộ mango nha các chị. Rất đẹp luôn, size bự nè các chị đẹp nha em. Bộ này size to nè. 115.000 thôi bộ mango, rất là đẹp luôn. Bộ này size 60kg trở lại các chị đẹp nha em mặc vừa. Sáu mươi ký trở lại giúp em ha, 60kg rất là đẹp luôn nè cái chị mặc. À, nếu mà cái chị gọn người á thì cái chị mà buộc cái dây vô giống như em vậy nè ha. Còn chị nào mà mặc vừa thì mình buộc mình làm kiểu thôi, là buộc làm cái nơ. Chất mango này rất là đẹp nha cái chị. Bộ này người ta bán 160-170 bộ đó. 115.000 giúp em, 115.000 giúp em nha. 60kg trở lại mặc vừa, ở đây nó có hai lớp nè. Mango này mặc đẹp lắm. Em 1m58, em đang là 48-49kg đó các chị. Rồi nhìn form giúp em nha, nhìn form giúp em. Rất là đẹp luôn nè. Lên giúp em mã này là mã xanh đi các chị, mã xanh. Không có size 70kg chị, cái bộ này nó lộn vô cái hàng sale em được có mấy họa tiết có mấy bộ à. Mà vải nó cực kỳ đẹp luôn, cái kiểu nó cũng đẹp nữa. Giải đẹp lắm. Rồi lên giúp giùm em bộ em đang mặc là xanh lá ha. Bộ này các chị lên giúp giùm em là xanh biển các chị, xanh biển.
Giải đẹp lắm. Chốt em xanh biển 115.000, sale 115.000, có mấy bộ à. Lên giúp em xanh biển. Rồi mã này các chị lên giúp giùm em là mã sọc. Mã sọc giúp em nha, nó lộn vô được vài bộ thôi. Chốt em mã sọc luôn. Sọc các chị, rất là đẹp. Vải mặt mướt rượt luôn. Chốt em mã sọc 115.000. Chốt em mã sọc. Rồi em còn được bộ mã đỏ. Em còn được bộ mã đỏ cho các chị nha, đẹp quá. Đỏ. Bộ này 60-62kg, 60-62kg trở lại các chị đẹp nha, em mặc ok. 62kg cao 1m57 trở lên là mặc được nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ các chị, mã đỏ. Mã đỏ giúp em nha. Rồi, họa tiết cuối cùng lên giúp giùm em mã này là mã, cái này là nó giống như là, lên giúp em mã này là mã sọc đi các chị, sọc trắng giúp em nha, sọc trắng. 60-62kg trở lại là cái chị đẹp nhà em mặc ok. Cái form quần em thấy nó cũng thoải mái lắm đó các chị nè. To lắm, này chở 62kg, 265kg. Em mặc thử cái áo vừa thôi thì. Vừa luôn không? Rộng, thoải mái không? Rồi lên giúp em mã này nha chị. Bộ này chị nào cao 1m56, 57 trở lên đó là 65kg chị mặc được luôn đó. Nhưng mà em canh cho cái chị 62, 63 thôi cho chị mặc cho nó thoải mái nha. Không ngừng là mặc là ok luôn. Rồi cái chị đẹp chốt giúp em nha. Mã này lên giúp giùm em mã sọc trắng nha chị. Chắc vải mango nó rất là đẹp. Rồi chốt em mã sọc trắng rồi em hết rồi đó. Nó có được có mấy bộ à? 10 bộ à? Chắc được tầm khoảng 10 bộ. Em đang mặc là xanh lá nha. Xanh lá. Rồi em lên bộ mịn cho mấy chị nè. Bộ mịn em còn ít nha mấy chị. Ít là mẫu gì nữa. Lên đại nha. Mịn gân, mịn hàng. Em đang sale cho các chị 100.000 một bộ. Ừ hình như vậy. Rồi mịn gân với mịn hàng em đang sale cho các chị đẹp nhà em nha. 100.000. Bộ này đẹp quá. Bộ em đang mặc là size XL đó các chị. Size này 55kg trở lại, cái chị đẹp nha em mặc vừa. Bộ em mặc là 55kg trở lại. Alo, nhà Diệu Nghi hả? Alo. Chị nói gì em nghe không được chị. Nói gì vậy trời. Mực là 390 một ký nha chị. Mực xé là 390 một ký. Rồi bộ em đang mặc, cái chị lên giúp giùm em là màu dưa cải nha. Bộ này 55kg trở lại, cái chị đẹp nha em mặc vừa.
Chốt em mã này là mã dưa cải giúp em nha các chị, dưa cải nha. 55 kg trở lại. Rồi tiếp giúp em bộ màu đen các chị, bộ màu đen size 3XL nè, bộ này size 3XL là size 62 kg trở lại các chị đẹp nha, em mặc vừa. Bộ em đang mặc là em đang sale 100.000, mệnh gân mệnh hàng là đồng giá hết nha các chị. Rồi chốt em bộ này nha chị, lên giúp em mã này là mã đen 60-62 kg trở lại mặc vừa, 60-62 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã này. Lên giúp em mã đen nha, em đang mặc là dưa cải, các chị lên giúp em là dưa cải. Mẫu này, cái này thì em có nhiều mẫu lắm nha mấy chị. Mã đen giúp em 100.000 một bộ. Rồi bộ này 60-62 kg trở lại mặc vừa luôn, lên giúp em màu da. Đẹp quá chừng đẹp các chị. Màu da chất co giãn 4 chiều giúp em luôn nha, rất là đẹp. Rất là đẹp các chị. Rồi lên giúp giùm em là màu da các chị, màu da. Da kèm size giúp em màu da. Em đang mặc là màu dưa cải, các chị chốt thì lên giúp em dưa cải 55 kg trở lại. Rồi bộ này size 55 56 kg trở lại luôn. Em đang mặc là mịn gân với mịn hàng, nó lộn xộn nha chị Đỗ Hương. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị, lên em mã này. Bộ này lên giúp em mã số 1 đi các chị, mã số 1 55 56 kg trở lại mặt dừa nè. Mực cán là 150 một hộp. Một hộp của nó là 250 g. Chị lấy nửa ký là chị đang hỏi em là mực cán hay là mực xé. Chị Bao Nguyễn. Mực cán hả? Không, em lộn rồi, mực cán là một hộp nha, một hộp của nó là 150. Một hộp của nó là 250 g. Chị đẹp. Em nhìn em lộn, em tưởng thôi chị hỏi em mực xé thì 390 nha, 390 một ký. Còn mực cán là nó vô hộp sẵn cho mình. Là một hộp vậy là 250 g, chị là 150.000 nha. Nên là chị có lấy thì nhắn em. Nửa ký là 300 đó. Rồi chốt giúp giùm em màu này nha chị, mã này lên giúp giùm em là mã số 1. 55 56 kg trở lại mặt vừa, cái chị đẹp chốt giúp giùm em. 55 56 kg trở lại mặt vừa. Mã số 1. Rồi bộ này 50 kg trở lại các chị. 50 kg trở lại giúp em. Ok, em chốt cho chị 2 hộp. Rồi chốt giúp em bộ này nha các chị đẹp. Bộ này là lên em mã số 2 các chị, lên giúp em mã số 2, 50 kg trở lại mặt vừa. Em chào chị Sang Úc. 50 kg trở lại giúp em mặt vừa. Chốt em mã số 2. Mã số 2 giúp em nha, mã số 2. Mã số 3 giúp em, mã số 3 là màu giống như màu em đang mặc nè, màu dưa cải đó các chị. Mã số 3. Bộ này size L, size L nhưng mà bộ này các chị đẹp tầm khoảng 52 kg trở lại mặc được. 52-53 kg trở lại mặc vừa nè. Rồi, lên giúp giùm em mã này là mã số 3 giúp em ha, mã số 3. Hàng của Jimmy nha các chị, hàng của Jimmy với hàng của Nghĩa Ngân á, mịn gân mịn hàng rất là đẹp luôn. Rồi, lên giúp giùm em bộ này nha. Bộ này là mã số 3 giúp em, mã số 3. Mã số 3 giúp em. Rồi mã số 4. Mã số 4 bộ này là size 2XL. Cái này là mịn gân nè mấy chị. Alo, dạ Diệu nghe ạ. Có đất chị Diệu không vậy? Dạ đúng rồi chị. Ừ, cưng lấy cho chị nửa ký mực xé. Dạ. Với 3 hộp mực cá. Với lại nửa cái đặc sự chín muối.
Dạ. Rồi, số điện thoại này luôn hả chị? Số điện thoại này luôn đúng không? Của chị đúng rồi, Mai của, Nguyễn, điện à thoại của này chị đó, Mai chị Nguyễn. Mua bánh quà đó. Dạ dạ rồi, ok chị. Ừ, Dạ có đầy dạ. đủ chị nha. Em đọc lại nha, nửa ký mực xé, nửa ký trứng muối, ba hộp mực cán. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ba món đó thôi hả chị ha. Dạ, rồi rồi, em cảm ơn chị. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Số điện thoại nè bé, chị đọc số điện thoại 037, ủa quên, 0901 0901033 376 chị Mai Nguyễn. Giờ này cái chị nhà em không có mua đồ nữa hay gì đó, chứ chị mua đồ ăn không ạ? Có ai lên mua mẫu này nữa không? Không em dẹp vô nha. Em dẹp vô là không có kêu em lên nữa nha. Không, mà mẫu này em qua Tết em mới bán nữa đó. Kêu em lên mịn gân mịn hàng xong rồi mấy chị em gu hết trơn. Em like mẫu này thì kêu em lên mịn gân mịn hàng. Mà em lên mịn gân mịn hàng không có chị nào mua hết á. Ôi giờ em không có lên theo yêu cầu nữa nha, em lên theo em nha mấy chị. Mấy chị lựa được mẫu gì cái chị lựa nha. Em lên theo mẫu của em nha, không có lên theo yêu cầu nữa. Chờ em xíu em chia sẻ cái chị. Tất cả đơn hàng mà các bạn nhà em đã gọi điện cho các chị là đơn em đã trả hết rồi nha các chị. Các chị thắc mắc đơn hàng vui lòng nhắn tin vào trang hàng đẹp giá rẻ và kèm theo số điện thoại để em kiểm tra đơn nha. Còn đơn hàng các chị hỏi em gửi chưa, thật sự em không có biết mấy chị nha, không có biết để trả lời. Nên là các chị đẹp nhà em có thắc mắc đơn hàng, muốn kiểm tra đơn hàng thì vui lòng nhắn tin thẳng vào trang giùm em kèm theo số điện thoại thì em kiểm tra đơn cho các chị nha. Rồi bộ này nha các chị đẹp nhà em ơi, bộ này lên giúp giùm em. Cái này là phối nha, áo màu da phối với quần màu đen. Size này size 2XL là size 60 kg trở lại, các chị đẹp nhà em mặc vừa nè. 60 kg trở lại mặc vừa, chốt giúp giùm em mã này là mã số 8. Chốt em bộ này là mã số 8 nha các chị, mã số 8. Em lên mà các chị không mua gì hết trơn. Mã số 8 giúp em, mã số 8 đó chị, mã số 8. Bộ này 60 luôn nè, 60 kg trở lại luôn các chị. 60 kg trở lại lên giúp giùm em là mã số 9. Mã số 9 giúp em nha, mã số 9 60 kg trở lại. Mã số 9 giúp em các chị, mã số 9. Màu cũng đẹp nữa, mã số 9 nha. Mã số 9 giúp em, mã số 9. Rồi bộ màu xanh này là mã số 10 giúp em nè. Mã số 10 size 3XL các chị. 63 cái 62 kg trở lại mặc vừa. Size 3X nhưng mà cái form nó nhỏ. Rồi đồ lửng các chị, bộ này là đồ lửng.
lên giúp giùm em mã này là mã lửng đi các chị, mã lửng 60 62 kg trở lại mặt dừa. Mã lửng giúp em nha, mã lửng. 60 62 kg trở lại mặt dừa lên em mã lửng các chị, mã lửng. Rồi bộ màu đỏ size XL 55 kg trở lại mặt dừa nè các chị. Chị Phan Thảo ơi, vô nhắn tin giùm em nha. Nhắn tin giùm em kèm theo số điện thoại chị, chứ không phải là nhắn ở trên đây. Các chị vô trang hàng đẹp giá rẻ, nhắn tin và kèm theo số điện thoại giúp giùm em đi mấy chị ơi. Đừng có hỏi ở trên live nữa, hỏi ở trên live em không có biết để em trả lời nha, nó mất thời gian lắm. Rồi chốt giúp giùm em màu này nha các chị, màu đỏ. Màu đỏ này size 55kg trở lại mặt dừa, 55kg trở lại mặt dừa giúp em nha. Lên giúp giùm em mã số 15. Mã số 15 giúp em nha, mã số 15. Rồi bộ này size 50kg trở xuống cái chị đẹp nhà em mặt dừa, 50kg trở lại cái chị. Bộ rất là đẹp luôn nè. Bộ này lên giúp giùm em là mã số 16. 50kg trở lại mặt dừa nha, mã số 16. 16, 16 giúp em. Chốt em mã số 16. Các chị kiểm tra đơn hàng thì vui lòng kèm theo số điện thoại giúp giùm em, rồi gửi trực tiếp qua tin nhắn giùm em nha. Bộ này 60kg trở lại mặt vừa nè các chị. Lên giúp giùm em là mã số 18. Cho em mã số 18 nha, 60kg trở lại mặt dừa. 60-62kg đó, bộ này 60-62kg. Lên em mã số 18. Mã số 18 nè chị. Bộ này nãy lên rồi. Rồi bộ này xanh đen nè, size số 4 nè các chị. Bộ em mặc còn nha chị, em đang sale 100 ngàn một bộ đó. Bộ này 63kg các chị, 63-65kg nè. Chị nào cao 1m57 trở lên thì 65kg. Chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 63kg trở lại. Bộ màu xanh đen rất là đẹp luôn. Lên giúp giùm em mã này là màu xanh đen giúp em luôn ha. Lên giúp em mã xanh đen các chị. Lên giúp em mã xanh đen. Chị nào cao 1m57, 58 trở lên thì 65kg, còn không thì 62, 63kg trở lại giúp em thôi. Bộ em đang mặc là 55kg trở lại mặt dừa. Rồi chốt em mã xanh đen. Bộ em đang mặc chốt cho chị Vân Nguyễn. Rồi bộ này thể thao rất là đẹp luôn nha các chị đẹp nhà em. Bộ này size 3XL nè. Bộ này 65kg trở lại luôn các chị đẹp nhà em. Bộ này 65kg trở lại luôn. Chị nào thấp người thì 62-63kg. Lên giúp giùm em mã này. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp giúp em ha, mã đẹp đi các chị. Mã đẹp hàng của Khánh Thi á các chị, bộ này đẹp lắm, size 3XL. 63kg. Chị nào cao tí xíu 65kg trở lại mặt dừa. Rồi bộ này. Bộ này 57-58kg trở lại mặt vừa. 57-58kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã này là mã hồng nha các chị, mã hồng. Cái áo màu cam quần màu đen hả chị, là mã nhiêu vậy bé thị? 18 nha chị Nguyễn Ngọc Lan ơi, mã 18 nha chị. Chị hỏi em bộ này đúng không chị? Bộ này đúng không chị? Bộ này size 2XL nè, size 60kg trở lại mặc được nè chị. 60-62kg đó, thì chiều cao nha.
Này là mịn gân, co giãn 4 chiều, rất là đẹp luôn. Cái chị mặc càng ôm thì nó càng đẹp. Mã 18 hả? Mã này mã 18 hả? Mã 18 nha chị Ngọc Lan, mã 18. Rồi bộ này thì mã hồng giúp em. Mã hồng. Em lên vài bộ nữa cái chị không chốt, em qua mẫu khác nha mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã số 20, bộ này quá đẹp luôn. Mã số 20 nha cái chị đẹp nha. Em ơi 58 kg trở lại mặt dừa. Mã hồng đó hả chị, mã hồng đó size 1X hay 2X đi bác thầy? Size 1X là chị Tiết Huệ ơi. Chị đừng có quan tâm đến size mấy XL chị. Nghe số ký em đọc giúp em ha. Tại vì cái size này nó 2-3 lò lận. Nên là nó không có đi theo cái form 1X hay 2X gì hết á. Cứ nghe em đọc số ký rồi mình chốt giúp giùm em. 63 kg cao bao nhiêu chị Nguyễn Ngọc Lan ơi? Bộ đó tầm khoảng 62 kg trở lại à chị. 63 kg là chị phải cao, chị gọn người chị mặc mới được nha. Với lại là chị thích mặc ôm thì chị mặc ok. Rồi bộ này nha cái chị đẹp ơi, bộ này quá đẹp luôn. Bộ này là size XL nè, bộ này là size 60 kg mặc được nè. Chị nào thấp người 57-58 kg trở lại giúp em. 63 kg chị gọn người thì chị mặc được chị, còn không thì mặc không vừa. Với lại là mặt nó ôm nhiều đó. Em dơ cái form đồ lên, các chị có thể là nhìn giùm em nha. Có thể là nhìn giùm em. Nó tùm lum size hết trơn á chị. Chị nghe em size, em chị nghe em ấy bộ em đọc bộ nào đó thì chị cứ lấy nha. Chị Vân Nguyễn lấy bộ nào vậy chị Vân Nguyễn ơi? Lên giúp giùm em mã này là mã số 20 đi các chị, mã số 20 nha. Mã số 20 bộ em cầm nè, mã số 20. Bộ đó đẹp lắm luôn. Mã số 20 cho chị Vân Nguyễn luôn. Rồi bộ này 55-56 kg trở lại mặt dừa luôn. 55-56 kg trở lại, lên giúp em mã số 21. 55-56 kg trở lại mặt dừa mã số 21 các chị. Bộ nào mà các chị còn phân vân đó, thì thôi các chị bỏ qua giúp em đi các chị. Tại hàng này nó hơi kén dáng nha. Để thôi các chị về các chị mặc không được. Chị nào mà thích mặc quần ôm, đồ ôm á, các chị mặc với lại là thường hay mặc hàng thiết kế á. Các chị mặc quen với chị mới chốt được mấy bộ này. Chị nào mà không mặc được quần ôm là các chị không chốt mẫu này được. Bộ xanh đen này rất là đẹp luôn nè các chị. Xanh đen cổ vét nha, cổ vét chéo giúp em rất đẹp luôn. Size 2XL là size 60 kg nè các chị. 60 kg nha. Tầm khoảng 60-62 kg đó các chị. Mặc dừa. Lên giúp giùm em mã số 22. Chốt em mã số 22. Em cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều. Cái bộ mã số 20 đó đẹp lắm á chị. Cái bộ mã số 20 hồi nãy em dơ lên á. Bộ đó đẹp lắm. Rồi chốt em mã này mã số 22 nha các chị. Mã số 22. Bộ chị chốt á. Bộ đó đẹp. Nè em còn được bộ màu hồng nữa nè. Mã số 23. Mã số 23 giúp em nha, màu hồng đẹp quá. Size XL luôn. Size XL này tầm khoảng 58-60 kg trở lại. Cái chị đẹp nha, em mặc vừa tùy chiều cao nha các chị. Lên giúp giùm em mã số 23. Đẹp quá đẹp luôn. 23 nha. 23. Chị nào thấp người thì 58 kg. Chị nào cao 1m57-58 trở lên là 60 kg. Mặc vừa giúp em. Lên giúp em mã số 23. Này nó là 24. 23 giúp em nha. Chị lấy mã 18 và mã 22. Chị Nguyễn Ngọc Lan. Chị Nguyễn Ngọc Lan mặc vừa hô ta. Mã số 22 là 2X. Chị Nguyễn Ngọc Lan ơi, cái quần này là chị mặc nó sẽ ôm nha. Nó ôm nha chị. Chị lên số điện thoại giúp giùm em nha chị Ngọc Lan. Mã số 20 52 kg màu đen hả? Mã số 20. Mã số 20 là bộ nào đó?
không có nha chị Hà Út ơi, mã số 20 em không có. Mã này là mã số, này là mã số xanh đen. Cái bộ này nè. Xanh đen này là 50. Bộ này là size XL, là nó tầm khoảng 55 56 kg trở lại đó chị. 55 56 kg trở lại nha chị Hà Út. Ok không? 20 chị Vân Nguyễn lấy rồi. À đúng rồi. Mã số 20 chị Vân Nguyễn lấy rồi chị Hà Út. Đâu có bộ nào mà màu đen đâu chị. Chị ơi, hàng này là hàng sale nha chị, nó tùm lum hàng hết trơn á nha. Nó tùm lum mẫu hết trơn á, nó không có đi theo ri, không có đi theo màu gì hết á, nên là cái chị lên đúng mã số giùm em. Nhưng mà chị 52 kg chị cao bao nhiêu cho em cái chiều cao, bộ đó là 55 56 kg, 52 kg là chị mặc nó sẽ hơi thoải mái tí xíu đó. Rồi bộ này nha cái chị đẹp nha em. Bộ này size XL là 55 kg trở lại nè. Bộ này 55 kg, 55 56 kg trở lại mặc vừa. 100.000 một bộ nha chị. Ok, em chốt cho chị Nguyễn Ngọc Lan. Bộ này 55 kg trở lại mặc vừa cái chị đẹp nha em. Chốt giúp giùm em mã này là mã 26 hay thế 26 đi. Quên tiêu mã số rồi, lên em mã số 26 đi các chị. Mã số 26. 65 kg có chị, nhưng mà chị chờ đi chị. Chị nghe em đọc nha, giờ nó tùm lum mẫu hết trơn á, em không biết là 65 kg nó còn hay nó hết hay là nó nằm ở đâu nữa. Rồi bộ này size 52 kg trở lại nè các chị, 50 52 kg trở lại mặc vừa. Bộ này phối rất là đẹp, 50 52 kg trở lại. Size L đó các chị đẹp nha em. 50 52 kg chị nào 52 kg cao 1m57 trở lên. Còn chị nào thấp người 50 kg trở lại giúp em thôi ạ. À. Lên em mã số 26. Các chị nghe kỹ em đọc cái số ký nha. Với lại là form này là form quần ôm nha các chị, hàng thiết kế nó hơi kén dáng tí xíu giùm em nha. Nên các chị coi kỹ giúp em, chị nào mặc được hàng thiết kế thì các chị chốt. Nè nguyên cái cọc này là size 3XL không nè chị, size 65 kg nè. Rồi bộ này 62 63 kg. Bộ này 63 kg trở lại cái chị đẹp nha, em mặc vừa. 63 kg bộ màu da này quá đẹp luôn. Nè chị lo chị Ngọc Lan, chị Ngọc Lan chốt mấy bộ này là chị Ngọc Lan mặc ok nè. Mấy bộ này là size của chị nè. Rồi 62 63 kg trở lại giúp em nha. Lên giúp giùm em mã này là mã số 27. Số 27 giúp em nha, rất là đẹp luôn. Bộ màu da này mặc lên trắng lắm á, đẹp lắm. 63 kg chị. Lên em mã số 27. Rồi bộ này, rồi bộ này bị gấp rồi. Trời, cái bộ này nó đẹp như vậy nè mà nó bị lỗi rồi mấy chị. Gấp từ trước ra làm sao luôn. Bị cấn cái gì. Uổng quá, cái bộ này uổng quá hờ. Bộ này bị gấp rồi, bộ này kiểu đẹp nè. Rồi bộ này lên em mã số 28 mấy chị, mã số 28 màu cam nè. Size 3XL luôn, 62 63 kg trở lại mặc vừa nha, rất đẹp luôn á các chị, cái tay nè. 62 63 kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã số 28. 28 giúp em nha. 28 màu cam em chốt cho chị Kim Hồng. Ok chị Kim Hồng. Bộ này size XL, lên em mã số 29, 58kg trở lại mặc vừa. 58kg trở lại mặc vừa, chốt em mã số 29 nha chị, 100.000 luôn. 29 nha, màu hồng đất. Mã số 29 màu hồng đất, 58kg trở lại mặc vừa. Lên em mã số 29.
thêm một bộ màu cam nữa nhưng mà kiểu khác giúp em ha. Size 62 63 kg trở lại luôn. 62 63 kg trở lại lên em mã số 30. Mã số 30 giúp em mấy chị, mã số 30 rất đẹp luôn, màu cam luôn, kiểu khác nha. Mã số 30, 62 63 kg trở lại luôn, mã số 30. Thêm một bộ màu cam nữa. Đại hội cam. Size 3X luôn. Chỉ có cái cọc này là size lớn nè các chị. 62 63 kg trở lại luôn ha. 63 kg đi các chị. 63 kg lại là mặc ok đó. Lên em mã số 31. Mã số 31 giúp em nha, 31. Đẹp ơi là đẹp, 31 giúp em. Thêm một kiểu nữa. 32, mấy bộ này các chị mặc ôm đẹp lắm nè. Bộ này tầm khoảng 58 đến 63 kg là các chị mặc đẹp. 58 đến 63 kg rồi lên em mã số 32 hả? 32 giúp em nha các chị đẹp nhà em, 32. 32 giúp em. Dạ không nha cô ơi. Hàng bông con không có còn hàng, hàng bông hết trơn rồi. Hàng bông còn được có lô giỏ váy với lô cách tân à. Mà còn size nhỏ không à. Giỏ váy còn size 3. Cách tân thì còn được 2, 5, 6. Mã số 32 giúp em nha các chị. Mã số 32. Ồ cái màu này đẹp nè mấy chị. Bộ này size 2XL. Size 2XL là size 60 kg trở lại. 60 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa cái này phối với quần đen ha. 60 kg cao 1m57 trở lên, chị nào thấp người thì 58 kg trở lại. Chị nào thấp người thì 57 58 kg. Chị Nguyễn luôn. Mua đi chị, mua về mặc Tết. Mã số 33 giúp em nha các chị, 33. Màu xanh đẹp lắm. 33. Rồi em có bộ màu hồng này. Size 3XL nè, mã số 34. Đồ rẻ quá rẻ luôn, có 100 ngàn bộ rất đẹp. 63 kg trở lại mặc vừa. Lên em mã số 34 các chị đẹp nha em, 34. Chốt em mã số 34 nha, 34. 62 63 kg trở lại, bộ này các chị mặc càng ôm nó càng đẹp. Lên em mã số này là mã số 34 các chị đẹp nha em, 34. Đẹp lắm. 34 màu hồng. Giúp em. Rồi, bộ này, cọc này size 3XL luôn. Màu hồng luôn, mẫu khác. Mã số 35 giúp em. Ba mươi lăm, 62 kg trở lại mặt dừa. Mã số 35 giúp em mấy chị, 35. Rồi. Nửa ký mực xé, em chốt cho chị Bo Nguyễn. Rồi qua cái mẫu mịn gân, mịn hàng này nha các chị, em lên mẫu khác cho các chị nha. Mã 35 em chốt cho chị Tuyết Huệ. Da heo giòn hả chị? Da heo giòn 1 kg là 450, chị Trọng Minh. 1 kg là 450, em vô túi 200g là 90 ngàn. Qua cái mẫu mịn gân mịn hàng này nha các chị. Da heo cái chị dùng đi rất là ngon luôn á. Da heo em chuẩn bị hết nữa rồi, em về 50 túi em trả đơn gần hết rồi mấy chị.
Da heo cháy tỏi rất là ngon luôn. Mùa xuân biết em, biết em. Giờ lên mẫu gì cho mấy chị nữa giờ ta? Còn bộ nào 52 kg trở lại không? Có chị, nãy giờ em lên 2-3 mẫu luôn á chị Hai Hướng Dương. 2-3 mẫu đẹp quá chừng đẹp luôn. Vì chứ size nhỏ thì rất là còn, size nhỏ thì còn. Em lên cho cái chị cái bộ cái gì lụa hàng gì lụa hàng gì cái đó nó để lại gì vậy bé thầy? Kim sa nha, lụa hàng kim sa 115.000 bộ. Rất là đẹp luôn. Nãy giờ em lên rồi đó chị. Chị kêu em lên mịn hàng mà lên nãy giờ hồi mấy chị không có mua gì hết trơn, buồn rồi. Mã 26. Mã 26 là bộ nào vậy bé thị? Là bộ màu xanh đen á, hình như bộ ngay tay em á. Này bộ này nè, phải không? Bộ này mã số nhiêu? Bộ này hả? Bộ này mã số 27. 26 là bộ này hả? Chị lấy bộ này á hả chị Hương Trương? Bộ này 55-56 kg trở lại á hả chị? Bộ này á đúng không? Size XL nè, màu xanh đen nè. Phải bộ này không chị? 55-56 kg trở lại nè. Em lên nãy giờ cái chị không có chốt nên là thôi em qua mẫu khác. Em lên thêm một cọc nữa nha, em lên thêm một cọc hàng nữa nha. Nếu chị không chốt thì em qua mẫu khác. Ok chị Hương Trương. Mẫu kia là mẫu nào chị? Rồi vậy là em không biết luôn rồi chị ơi, không biết bộ nào luôn. Giờ cái size của nó nằm đâu mất tiêu luôn rồi. Rồi bộ này 52 53 kg trở lại nè các chị. Bộ này 52 53 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số này, mã số 30 giúp em nha. Bộ em đang mặc là mã số 30. Mã số 30 52 53 kg trở lại mặt dừa các chị, mã số 30. Bộ này 55 kg chắc các chị mặc được á. Bộ này 55. Chị nào mà thấp thấp người gõ quên cao cao thì 55 kg, chị nào thấp thấp tí xíu thì 52 53 kg trở lại. Mã số 30, 30 em chốt cho chị Hà Hướng Dương. Bộ này cũng 52 kg nè các chị. Bộ này 52, 53 kg trở lại luôn nè. Lên em mã số 31. Mã số 31 nha. 52, 53 kg trở lại mặt dừa. Lên em mã số 31 các chị. Mã số 31.
Đúng rồi, đồ đẹp mà rẻ nữa chị. Đồ đẹp mà giá rất là rẻ. Em đang mặc là mã số 31 nha, 52 53 kg trở lại mặc vừa luôn, mã số 31. Rồi bộ này size 2XL nè, 60 kg trở lại mặc vừa các chị. 60 62 kg trở lại mặc vừa. Chốt em mã số 32. Chốt em mã số 32 ha, 32 giúp em, 32. 60 62 kg trở lại mặc vừa, mã số 32. Mã số 33 là màu mẫu giống như mẫu em đang mặc. 53 kg trở lại mặc vừa. 53 55 kg nè, cái chị rất đẹp luôn á. Này là vải này nó coi giãn 4 chiều luôn, màu này lên cũng đẹp nữa nè, màu này mặc trắng da lắm. Màu này mà lên cái ren tay như thế này là mặc lên rất là trắng. 33, mã số 33 giúp em, 33. Ok chị Nguyễn Thị Loan. Rồi bộ này cái chị 65 kg trở lại mặc vừa nè. Bộ này 65 66 kg nè, chị nào hỏi em size lớn nè. Bộ này mặc đẹp lắm nha các chị. 33 chốt cho chị Hà Hướng Dương. Bộ này 65 kg trở lại mặc vừa nè các chị đẹp nha. Em chị nào thấp người thì tầm khoảng 63 kg trở lại giúp em ha. Chị nào thấp người thì tầm khoảng 63 kg. 65 kg lên với em mã số 34 màu xanh lá. Mã số 34 65 kg trở lại mặc dừa. Mã số 34. Rất là đẹp luôn. Chất này nó mát rồi hả mấy chị. 34 em có size số 2 nữa nè, 34 cho cô Báo Ngô. Size số 2 55 kg trở lại mặc dừa các chị. 55 kg trở lại mặc dừa lên em mã số 35. 35 là 55 kg trở lại mặc dừa. Mã số 35 giúp em nha, mã số 35. Ba bốn em hết rồi. 40 kg không có nha chị đẹp ơi, 40 kg mấy mẫu này chị mặc rộng, rộng nó sẽ không có đẹp. Mấy mẫu này cái chị mặc ôm nó mới đẹp. Rồi lên em mã số 36 cái chị, mã số 36. Chị mặc ôm vô. 36 là 55 56 kg trở lại mặc dừa, lên em mã số 36. 55 56 kg trở lại mặc dừa lên em mã số 36. Rất là đẹp luôn, 36 nha. Nè bộ này đẹp nè. 44 kg mặc cũng bị rộng nữa nha chị Nguyễn Linh. Các chị thấy cái chị mặc được thì cái chị chốt nha, 36 chốt cho chị My Thảo. Còn mấy form này em thấy cái chị mặc ôm nó sẽ đẹp hơn là mặc rộng. Bộ này size 3XL nè các chị, đẹp quá, 62 kg trở lại. 62 63 kg trở lại mặc dù lên em mã số 37, rất là đẹp luôn, 37 giúp em ha. Kiểu cũng đẹp nữa. Chốt em mã số 37 các chị, 37. 62 kg nha, 62 63 kg lên em mã số 37. 37 giúp em. 37 em chốt cho chị Tuyết Huệ. Các chị, 38. 38 giúp em. 60 kg trở lại mặc vừa. Rồi, form này cái chị mặc ôm nó sẽ đẹp hơn mặc rộng nha. 38, 38 nha cái chị, 38 màu đỏ đô nè, đỏ đô đỏ rượu nè cái chị, 38. Bộ này 60 kg, chị nào thấp người thì 58 kg trở lại thôi. 38 em chốt cho chị Hương Trương. 38 là bộ này đúng không? 38 em chốt cho chị Hương Trương.
39 nè các chị, 39. 39 là size XL màu cà rốt. 57 kg, 57 58 kg trở lại mặt vừa. 57 58 kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 39 nha chị, mã số 39. 39 giúp em ha, 56 57 kg trở lại mặt vừa, lên em mã số 39 màu cà rốt nha chị, rất đẹp. 39 giúp em. Ba mươi chín cho chị My Thảo. Rồi 40 giúp em, 40 là cổ vét rất là đẹp luôn nè, màu đỏ luôn ha, đỏ này đỏ rượu luôn các chị. Size XL 60 kg trở lại mặt dừa, 60 kg trở lại mặt dừa, 100.000 một bộ chị. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Chốt giúp giùm em là mã này nha. Rồi. Giặt giá cho em. Mã số 41 đúng không em? Bộ này 41 đúng không? Không. Như? 40 giúp em với chị. Mã số 40 chốt giúp giùm em nha. Mã số 40. Bộ nó giặt ra đó. Nhìn nó dính sình mà, đúng không? Bây giờ chờ cái bộ màu ruốc này đẹp quá các chị ơi. 60 kg trở lại mặt dừa giúp em luôn, lên em mã số 41 các chị, mã số 41. Để em mặc cái mẫu này lên cho chị xem. Mã số 41 nè các chị, 60 kg trở lại mặt dừa. Đơn tối qua là bên em đã gọi hết rồi nha chị Thái Thanh Thảo ơi. Gọi được, gọi xong hết rồi là đi đơn hết rồi đó chị. Không có dồn là đi đơn hết rồi đó. Đơn tối qua là bên em đã gọi hết rồi nha. Cái này là mịn gân, mịn hàng lộn xộn nha chị, hàng thiết kế nha. Rồi bộ này lên giúp giùm em mã số 42. Rất là đẹp luôn nè các chị. 42 mua đi chị Loan ơi, bộ này mặc đẹp, nhẹ nhàng, mát mẻ đó chị. Rồi 60 kg trở lại luôn các chị, chị nào thấp người thì 58 kg trở lại ha. Chốt em mã số 42. Chốt em mã số 42 các chị, 42. Đây bộ này kiểu này đẹp nè. 43 các chị, 43. 57 kg trở lại mặc dừa, lên em mã số 43. 57, 58 kg trở lại, lên giúp em mã số 43. Rất đẹp luôn. 43. 43 giúp em ha, 43. Đúng rồi, mẫu này hôm trước là bán đâu? Mẫu này hôm trước là bán 100 mấy người ta. 135. Bữa nay em bán 135 đó, bữa nay em sale cho cái chị còn có 100.000. Quá rẻ luôn cái chị đẹp nhà em. Số ở bên em chốt đơn là số 4243 cuối nha chị. Cái chị đẹp nào nhà em mà em đã đọc tên ở trên live rồi là chắc chắn có ha. Nên là chị coi giúp em thử coi, một là cái chị không bắt máy, hai là cái chị chốt không được đơn hàng. Rồi bộ này cái chị đẹp nhà em. Bộ này size 3XL nè, size 63 64 kg trở lại mặt vừa. Rất là đẹp luôn. Bộ này cái chị mặc cái chị tập thể dục cũng được nữa. Quần nó rất là nhẹ. Lên em mã số 44. 44 giúp em nha các chị, 44.
44 em chốt cho chị Bích Thoa. Rồi 45. 45 53 kg trở lại mặt dừa. 45. Bộ này 55 kg chị, 55 kg trở lại mặt dừa, lên em mã số 45. Chị nào thấp người thì tầm khoảng 40, tầm khoảng 53 kg nha. Chị nào cao 1m56 57 trở lên thì 55 kg trở lại mặt dừa, lên em mã số 45. 45 màu hồng quá đẹp. 45 giúp em nha. Chị nào cao 1m57 trở lên 55 kg trở lại. 44 em hết. 46 giúp em mấy chị. 46 63 kg trở lại mặt dừa luôn nè. Ở bên em mấy bạn nhà em chốt đơn tới tầm khoảng 4 giờ 4 rưỡi là mấy bạn nhà em ốp máy rồi chị. Bên em không có làm việc buổi tối nên buổi tối chị gọi lại là không được ha. Dạ bên em gọi được, bên em mới đi đơn đó chị Thái Thanh Thảo ơi. Có gì ngày mai 9 giờ 9 rưỡi chị gọi lại giúp em đi chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị. Mã này mã số 46 giúp em. 63 kg trở lại mặt dừa nè các chị, rất đẹp luôn. Kiểu này đẹp lắm. Màu dưa cải, vàng dưa cải mã số 46. 46 cho chị My Thảo. Mịn gân với mịn hàng này các chị mua giá sale trên thị trường ít nhất nó cũng phải là 140 hoặc 145 ngàn. Em bán cho các chị 100 ngàn. Bán phá giá luôn. Rồi bộ này 60kg các chị. 60-62kg trở lại mặt dừa nè. Màu hồng này đẹp chưa các chị. Màu hồng này rất là đẹp luôn ha. Mã số 47. Mã số 47 giúp em rất là đẹp luôn. 60-62kg tùy chiều cao nè. Mã số 47 giúp em. Mã số 47. Bộ này chắc là tầm khoảng 60kg là các chị mặc sẽ đẹp. Chị nào cao gọn người tí xíu là 62kg. 47 em chốt cho chị My Thảo. Em không biết là mấy bạn còn giữ đơn của chị hay không, nên có gì ngày mai chị 9 giờ 9 rưỡi chị gọi lại cho mấy bạn giùm em đi chị. Mấy bạn kiểm tra đơn cho. Bốn mươi bảy em chốt cho chị My Thảo là em hết chị Kim Hồng Nguyễn. Rồi 48 giúp em mấy chị. 48 53, 55 kg chị. Bộ này 53 kg này. 53 kg lên em mã số 48. 53 kg mặt dừa lên em mã số 48 nha. 48 rất là đẹp luôn. 48 nha chị, màu xanh. 100.000 một bộ nha chị ơi. Em đang sale 100.000 một bộ á. Lên em mã số 48 nha chị. 48 em chốt cho chị Ha Hướng Dương. Mịn gân mịn hàng ha, em đang sale cho chị còn 100.000. Rồi bộ này 60-62kg mặt dừa luôn. 60-62kg mặt dừa, cái bộ màu đỏ này lên nó đẹp mấy chị. Đỏ mận. Mã số 49. 49 giúp em nha, 49. 60kg trở lại lên em mã số 49 đi mấy chị. 49. 60kg trở lại mã số 49. Để em lấy mẫu khác ra cho các chị. Em chốt cho chị Kim Hồng Nguyễn.
50 nè, cái chị đẹp nhà em màu vàng. Trời, cái bộ này mặc lên nó trắng nha mấy chị. 50, bộ này 55kg trở lại, cái chị đẹp nhà em mặc vừa. 55kg trở lại giúp em mặc vừa, cái chị lên em mã số 50. Bộ này mặc lên là trắng tươi luôn á mấy chị. Mã số 50. 50 cho chị My Thảo. Nghe em đọc số ký mình chốt giúp em nha chị. Chị gọn người không gọn người thì mặc vừa. Nói chung là cái form này á, chị nào mà chân nhỏ với mông nhỏ thì mặc ok nha. Mặc được quần ôm thì cái chị chốt, tại hàng thiết kế là quần nó ôm. Còn chị nào không mặc được quần ôm thì cái chị đừng chốt mấy mẫu này nha. Quần ôm với mông to thì đừng chốt. Khi cái chị mặc không quen khó chịu. Mẫu em đang mặc còn chị, bộ em đang mặc còn đó. Dạ mai chị gọi lại đi chị. Có gì mấy bạn, tại vì em không biết cái đơn của chị mấy bạn còn giữ đơn không á, nên là chị gọi lại mấy bạn kiểm tra đơn cho. Rồi bộ này nha cái chị đẹp nhà em ơi. Bộ này 52, 53 ký trở lại nè cái chị. 52, 53 ký trở lại mặc vừa. Lên giúp em mã số 51. Bộ này đẹp lắm mấy chị. 52, 53 ký lên em mã số 51 nha. 51. Rồi bộ này mã số 52 giúp em rất là đẹp luôn nè. Mã số 52 giúp em. 51 cho chị My Thảo. 52 giúp em nha. 52, 52 cũng tầm khoảng 50, 52 kg trở lại thôi. Chốt em mã số 52 rất đẹp luôn. 52 giúp em. 53 kg cao bao nhiêu vậy chị Quỳnh Hương ơi? 52, bộ 52 này đẹp lắm nè. 53kg hả chị? 53kg chị mặc được á. Bộ em đang mặc 53kg chị mặc ok. Kg mặc được á chị. Nhưng mà chị 1m6 là chị mặc nó như quần chính tất vậy đó nha chị Quỳnh Hương. Đồ thiết kế quần nó không có dài nha chị. 52 em chốt cho chị Hà Hướng Dương. Đúng rồi đó chị Hà Hướng Dương, bộ đó đẹp lắm á. Bộ 52 á. Rồi lên em mã số 53 nè. Năm mươi ba, 55kg trở lại mặt dừa. Dạ ok chị Quỳnh Hương. Bộ em đang mặc chốt cho chị Quỳnh Hương bộ màu hồng. Bộ em mặc 55kg trở lại mặc dừa chị. Mã số 53 giúp em. 55kg trở lại. Mã số 53. Mấy bộ này là mặc bao đẹp luôn á. 55, 56kg trở lại nè. Cái chị đẹp nha em chốt đi, rất là đẹp. Mã số 53. Năm mươi mốt là chốt cho ai vậy? 51 cho chị My Thảo. Đúng rồi chị Hà Hướng Dương không có. Chị Hà Hướng Dương là mã 52. Có trà bông chị Duyên Hữu ơi. Trà bông em mới về hàng đó chị. Chị Nguyễn Thu ơi, khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị. Khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em nha. Rồi bộ này 62 nè, cái chị 60-62kg trở lại mặt dừa. Lên em mã số 54. Bộ này 60kg thì cái chị 60kg mặt sẽ ok ha. 60kg trở lại mặt dừa nha. Lên em mã số 54. Mã số 54 giúp em. 54 là 60kg trở lại. Rồi chị Nguyễn Thu khách mới mà không có cân nặng chiều cao gì hết, em chốt bộ 53 cho chị Quỳnh Hương nha. Bộ 53 em chốt cho chị Quỳnh Hương là bộ em đang mặc.
53 em chốt cho chị Quỳnh Hương. Chị chọn qua mẫu khác giúp em nha chị Nguyễn Thu ơi. Rồi bộ này cái chị 60kg trở lại mặt dừa. Lên em mã số 54. Phải không? 55 chứ. 55 cái chị, 55 60kg trở lại mặt dừa nè. Chị nào thấp người thì 57, 58 thôi các chị. Chị nào thấp người 57, 58 ký trở lại giúp em thôi. Đẹp quá. Bộ này các chị mặc nó sẽ ôm nha các chị đẹp nhà em nha. Ôm nha, quần nó ôm mà áo nó cũng ôm nữa. Form này các chị mặc ôm nó mới đẹp, mặc rộng nó không có đẹp. Nên em canh cho các chị là các chị mặc ôm ôm tí xíu. Mã số 55, cái chị 55 em chốt cho chị à. Chị Nguyễn Ngọc Lan ơi, bộ này cái chị mặc không vừa nha. Bộ này chị mặc hơi ôm đó. Bộ màu xanh này chị Nguyễn Ngọc Lan mặc có thể hơi ôm đó nha chị. Chị có lấy đâu lấy thì em chốt cho. Mã số 55, 55 vậy em chốt cho chị à. Nguyễn Ngọc Lan nha. Rồi 56 nè các chị, 56. 56 này là bộ này là 62 63 kg nè. Nè chị Nguyễn Ngọc Lan là mặc bộ này nè, chị mặc sẽ đẹp đó, 63 kg. Còn bộ em đang mặc là cho chị đẹp nào tầm khoảng 60 kg là cao tí xíu đó, còn không là 57 58 kg trở lại là mặc đẹp. Rồi vậy là mã số 55 ha, 55 em chốt cho chị Nguyễn Thu. 55 là bộ chị mặc cho chị Nguyễn Thu. Ừ, chị Ngọc Lan không mặc không vừa. 56 em chốt cho chị Kim Hồng. 56 em chốt cho chị Kim Hồng nè. 73 kg mẫu này không có chị Nguyễn Quỳnh Liễu. Ok 55 em chốt cho chị Nguyễn Thu á. 100 ngàn một bộ chị Lê Vân ơi. Em đang sale còn 100 ngàn đó chị. Mịn gân với mịn hàng rất là đẹp. Rồi bộ kiểu giống như em đang mặc, nó có màu vàng đồng nữa nè các chị. Size XL luôn. Năm mươi lăm ký trở lại luôn các chị. 55 ký, chị nào thấp người thì 52 53 ký, bộ vàng đồng. Lên em mã số 57. 57 cho chị My Thảo, vàng đồng cho chị My Thảo. 56 em hết chị Hương Chương. Năm mươi tám màu cam gạch rất là đẹp luôn. 58 các chị, màu cam gạch. 55 kg trở lại luôn các chị. 55 kg luôn ha. 55 kg luôn, lên em mã số 58 màu cam gạch rất là đẹp luôn nè. 58 các chị, 58. Năm mươi lăm kg trở lại luôn, mã số 59. Mã số 59 nha. 55 kg trở lại luôn các chị. Năm mươi chín, để em mặc cái bộ 59 vô cho các chị xem, rất là đẹp. 58 em chốt cho chị Liễu Thúy.
Bộ em đang mặc là 55kg trở lại là cái chị đẹp nha, em mặc đẹp. Em mặc nó bị rộng cái chị ơi. Em mặc nó bị rộng nha. Bộ em mặc cái chị, bộ em mặc 55kg trở lại, chị nào thấp người á là 52 53kg trở lại thôi nha. Chị nào cao tí xíu thì 55kg. Chị mặc ôm nó sẽ đẹp. Em mặc là nó không có ôm. 58 em chốt cho chị Liễu Thúy. Cái bộ màu da này đẹp quá mà mấy bộ màu da này em bán không được ta, buồn nha. Bộ này size 3XL nè, cái bộ này nó đẹp dữ lắm luôn mà sao cái chị không chốt size 62 63kg nè, để em mặc cái bộ màu da vô cho chị xem. Mã số 60. Bộ màu da là mã số 60 size 3XL ha, 63kg trở lại, cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Bộ này mặc không đẹp là không lấy tiền luôn. Bộ này mặc lên trắng tươi luôn. Mã số 60. Chốt em mã số 60 ha, 62 63kg trở lại mặc vừa nè. Chốt em mã số 60, bộ này đẹp lắm. Bộ này cái chị mặc ôm vô là em bao đẹp luôn mà mặc nó trắng nữa các chị. Lên giúp em mã số 60. 60 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc Lan. Ok chị Nguyễn Ngọc Lan, bộ này mặc được. Rồi lên giúp em mã số 61. Mã số 61 các chị, size 60kg trở lại mặc vừa, lên em mã số 61. Bỏ với quần đen, lên em mã số 61 nha, 60kg cao 1m57 trở lên, chị nào thấp người thì tầm khoảng 1m58 trở lại, ở quên 58kg trở lại. Lên giúp em bộ này là màu lạ đi các chị, lên em mã lạ nha, màu rất đẹp luôn. Size 60kg trở lại luôn, 60kg trở lại lên giúp em mã lạ các chị, màu lạ. Mã lạ giúp em nha, 60kg trở lại mặc vừa, rất đẹp. Ồ, cái bộ của em đẹp quá đẹp luôn. Rồi mã lạ em chốt cho chị My Thảo. Lạ cho chị My Thảo. Rồi bộ này người ta bán 250 một bộ đó các chị đẹp nhà em. 250. Đâu có mắc đâu. Đâu có mắc đâu, 250. Năm mươi bảy kg trở lại mặc vừa, bộ này đẹp lắm luôn nè. 56 57 kg các chị, lên giúp em mã số 63. 100.000 một bộ chị Triều Quỳnh. 57kg trở lại các chị, lên em mã số 63. Lên em mã số 63 nha, 63 màu cam rất là đẹp luôn. Người ta bán là 250, em bán cho cái chị là 100.000. Bộ này 57kg trở lại cái chị đẹp nha, em mặc vừa cái chị, 57kg trở lại. Lên em mã số 64. 57kg trở lại mặc vừa, lên em mã số 64. Lên em mã số 64 giúp em nha, 64. Rồi bộ này size 3XL nè. Đẹp quá. 62 63kg trở lại mặc vừa luôn. Lên em mã số 64 65. 65 giúp em với chị, đẹp xuất sắc. 65 giúp em nha, 65. Mã số 65 62 63kg trở lại mặc vừa. Quần có hai túi hai bên chị. Hàng thiết kế là quần không có dài nha các chị.
Quần thiết kế là mà quần của nó vừa thôi nha. Rồi chốt giúp với lại form quần ôm, cái chị coi kỹ mẫu cái chị hãy chốt. Mẫu này là hơi kén dáng, nó với lại chị nào biết mặc thì cái chị mới mặc được. Chị nào mà không thích mặc đồ ôm là không có mặc được mấy mẫu này. Rồi chốt em mã này nha, 62 63 kg lên em mã số 65. Chị Ngọc Liên cao lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em chị. Rồi mã số 66 nè các chị. 66 luôn. Size 60 kg trở lại mặt vừa, mã số 66. Chốt em mã số 66. 66, 60 kg trở lại mặt vừa, rất là đẹp. Bộ em đang mặc là 66 nè các chị, mã số 66. Nó co giãn 4 chiều giúp em nha, rất là đẹp. 60, 62 kg trở lại, cái chị đẹp nha, em mặc vừa. Bộ em đang mặc là size 3XL đó. Lên giúp giùm em mã này là mã số 66. Mã số 67 giúp em mấy chị, mã số 67. 60 kg trở lại mặt vừa, lên em mã số 67. Mã số 67, 60 kg trở lại mặt vừa. Chị Huệ Nguyễn ơi, bộ này chị mặc vừa không nha, bộ này chị mặc rộng không? Mã số 66. Chị mặc rộng không? Bộ này mấy bộ này là em không có hỗ trợ đổi trả về cái hàng rộng nữa nha. Đó là chị chốt kỹ giúp em. Rồi chốt giúp em mã số này là mã số 67 các chị, 60 kg trở lại mặt vừa. 60 kg trở lại mặt vừa màu đỏ đỏ đô giúp em, rất là đẹp. Mã số 67. Mã số 67 giúp em. Bộ này đẹp quá. Chị Huệ Nguyễn ok thôi, chị Huệ Nguyễn ơi ok thì em chốt nha. Ok 67. Rồi mã 66 em còn nha các chị. Coi em chị bộ này sai nhiêu vậy bé Thi? Bộ này dễ thương quá mấy chị. 57, 58 kg trở lại mặt vừa nè. 57, 58 kg lên em mã số 68. Mã số 68 giúp em. Quần này là cái chị mặc mấy bộ này là form quần ôm nha cái chị, quần nó không có dài nha. Quần nó là có những bộ là cái chị mặc nó tầm khoảng tới mắt cá thôi, không có dài nha, nên cái chị coi kỹ mẫu giúp em mấy chị hả chốt. Chốt em mã số 68 là bộ em đang mặc cái chị. Sáu tám là bộ em đang mặc, dễ thương quá. Em thích cái cổ nó tròn tròn giống giống vậy nè. Màu cà phê sữa. Mã số 69, màu cà phê sữa, rất là đẹp luôn. Size 60 kg trở lại mặt vừa. 60 kg, chị nào thấp người 58 kg trở lại. Rồi chốt em màu cà phê sữa luôn. Ủa mã số 68 chứ em lộn. 68 69 hả? Màu cà phê sữa là 69.
Màu cà phê sữa là mã số 69 nha các chị. Bộ em mặc là mã số 68. Rồi em qua mẫu này nha. Xong rồi đó. Xong hàng. Mịn gân mịn hàng nha các chị đẹp. Mấy bộ này để đây. Bữa em lên tiếp. Qua Tết. Mấy bộ này qua Tết em mới bán tiếp nữa. Cho mấy chị 4 bộ này nữa xong rồi em ốp nha. 69 màu cà phê sữa cho chị Nguyễn Thu. Sáu mươi sáu là em chốt cho chị Bình Bùi Thị là em còn nha chị. 69 là em hết nha. Chị Bình Bùi Thị lên giúp em cân nặng chiều cao luôn đi chị. Chịu khó lên giúp em cân nặng chiều cao luôn nha chị đẹp. Rồi bộ này 60kg trở lại mặt dừa các chị. Lên em mã số 71. Mã số 71, 60kg trở lại mặt vừa các chị đẹp, chốt em mã số 71. Bảy mươi mốt 60kg trở lại mặt vừa. Rồi em chốt cho chị Vân Nguyễn nè. Chị Lê Vân ơi, chị Lê Vân chốt sao rồi. Mã số 72. Bảy mươi hai 60kg trở lại mặt vừa luôn. Bảy mươi hai 60kg trở lại mặt dừa luôn các chị. Mã số 72 giúp em ha. Mã số 72. 72 60kg trở lại các chị đẹp nha. Em mặc dừa luôn. Mã số 72. Chị Nguyễn Thu mặc dừa không chị? Bộ này chị mặc có bị rộng không? 56kg là mặc hơi thoải mái đó. Mé 62 là mặc quần bị hơi ngắn nha chị Bình Bùi Thị nha. Form quần này là dạng như form quần chín tấc thôi nha chị. Không phải quần chín tấc mà nó dài, cái chiều dài của nó vừa thôi. Tầm khoảng mé 6 trở lại thì các chị mặc ok. Chứ quần không có dài. Nếu mà chị mặc được quần ngắn thì em chốt. Còn không thì em bỏ qua. Tại có nhiều chị nói là về mặc quần ngắn mặc không được, đồ mất công lắm, hàng em không có hỗ trợ đổi trả. Được thì em chốt cho chị nha. Rồi bộ này 52kg trở lại mặt dừa. Bộ này 50-52kg trở lại cái chị. 52kg nè. Màu đỏ mận rất đẹp luôn. Lên em mã số 73. 73 giúp em nha. 73 chốt em mã số 73 cái chị. 73 là 52kg đó. Rất là đẹp luôn. Bộ màu đỏ 52-53kg trở lại mặt dừa. Rồi bộ màu vàng này cũng 52-53kg trở lại luôn. 73 em chốt cho chị Hà Hướng Dương. Rồi mã này lên giúp em mã 74. 74 giúp em nha. 74 chốt em mã 74 cái chị. Mã 74. 74 52-53kg. Chị Vân Nguyễn ơi, bộ này nó có 52-53kg à, chị mặc vừa không? Bộ này size L à chị. Sao nhỏ 52-53kg à. Ok chị Nguyễn Thu chốt bộ em đang mặc mã ba số 72 ha. 74 nha chị Vân Nguyễn. Ok chị Vân Nguyễn luôn nha. 52-53kg trở lại thôi. Ok chị Vân Nguyễn. 73, 73 chốt cho chị Hà Hướng Dương. 73 em hết đó chị.
73 em hết chứ chị lên giúp em 74 đi. Ủa bộ 74 là bộ màu vàng đúng không? 74 nè, cô chị 72 đó. Bộ chị là 72 hả? Ừ. Ok rồi. 74 em hết nha các chị, 74 em chốt cho chị Vân Nguyễn, 73 em hết luôn. Đây em lên cho các chị vài bộ nữa nha. Ừ, bộ này dễ thương vậy. Rồi bộ này nha các chị, bộ này size 2X 60kg trở lại mặt dừa. Bộ này 60kg trở lại mặt dừa, lên em mã số 75. 75 giúp em nha các chị. Xả cái bộ của chị Bình Bùi Thị ra đi em. Chốt em mã số 75 cái chị 60kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 75. Hàng thiết kế quần nó không có dài đâu, nên là chị nào mà không có mặc được quần ngắn ngắn vừa vừa thì các chị đừng chốt nha. 75 em chốt cho chị Duyên Mỹ. Chị nào đã mặc cái bộ này rồi, rồi chị Duyên Mỹ khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em luôn đi chị. Coi kỹ mẫu đi cái chị chốt nha, hàng thiết kế nha cái chị. Chị nào mặc được hàng thiết kế thì cái chị chốt nha. Cái form này là mặc quần ôm, đồ của nó dạng như đồ thiết kế ôm, quần nó không có dài. Hàng thiết kế thì nó đúng cái form chuẩn của người mẫu là tầm khoảng 1m57 đến 1m6 trở lại thôi. Một mét 50, 53 kg thì coi cái bộ nào mà 55 kg đó chị. Em nói 55, 56 kg trở lại thì chị chốt bộ đó nha. Mã 75 em bỏ qua chị Duyên Mỹ, đợi chị Duyên Mỹ lâu quá em chốt cho chị My Thảo nha. Bộ em đang mặc dễ thương lắm nè các chị. Em có một bộ này, mã lên giúp em mã 76. 76 60kg trở lại mặt dừa, rất là dễ thương luôn. 60kg trở lại mặt dừa, lên em mã 76. 76 nha, là 60kg trở lại. Mã này lên giúp giùm em mã 77. 77 cùng một kiểu nhưng mà nó size 3XL, là size 63kg trở lại. 63 64kg nè. Rất đẹp luôn. 77, 77 là size 3X, là size 63kg nha, 63, 64kg. 76 em chốt cho chị Nguyễn Thu. 76 cho chị Nguyễn Thu, gò lên giúp em mã 77 đi các chị. 77 là size 3XL đó. 77. 77 là size 63kg nha, 63kg trở lại. 76 em hết. Em còn mã 77. 77 là size 63kg. Rồi lên giúp giùm em mã này mã 78 các chị. Mã 78 60kg trở lại mặt dừa. 78 chốt em mã 78. 78 60kg trở lại mặt dừa, lên em mã số 78. 78 cho chị Lê Vân. Bảy tám em hết chị Duyên Mỹ ơi. Bảy mươi sáu là bộ bộ nào vậy ta? Bộ này là mã số 76 đúng không?
76 là bộ 2XL. Rồi 76 em còn được bộ nha các chị. 76 hồi nãy là em chốt cho chị Nguyễn Thu đúng không? Rồi chị Huệ Nguyễn ơi, chị Huệ Nguyễn có lấy mã số 76 không? 76 em còn được bộ nữa nè. Nhưng mà form này là size 60kg nha chị, 60kg trở lại mặt dừa nha. Bộ này 60kg trở lại mặt dừa, chị Huệ Nguyễn chốt thì lên giúp giùm em mã 76. Mã 76 này chị lấy thì lên giúp em chữ lấy đi chị, để em biết nha. 60kg trở lại, mã 76 em còn được bộ. Mã 76 đó chị Duyên Mỹ mặc dừa luôn đó chị Duyên Mỹ. Chị có chốt thì chị mặc, chị chốt nha. Rồi bộ này cái chị đẹp nha em. Bộ này 55kg trở lại cái chị. Bộ này 55kg trở lại. Lên em mã này là mã số. Quay lại mã số 1 giúp em nha. Mã số 1 đi cái chị. Quay lại bộ này mã số 1 giùm em. 55kg trở lại mặt dừa. Rồi ok chị Huệ Nguyễn, mã số 76. Mấy bộ này các chị mặc càng ôm càng đẹp nha các chị. Mặc ôm ôm tí xíu đẹp. Chó phải nè, nó coi giãn 4 chiều nè, cái chị mặc thoải mái. Ok, bộ em đang mặc chốt cho chị Hương Ly mã số 1, chị Hương Ly Nguyễn. Màu dưa cải cái chị đẹp nha em ơi. Màu dưa cải mẫu này em còn được 2 bộ nè. Rồi bộ này 60kg trở lại mặt vừa. Lên em mã số 2. Mã số 2 60kg trở lại mặt vừa, rất đẹp luôn cái chị. 60kg. Chỗ em mã số 2. Mã số 2 60kg nha. Cái này là mịn hàng nè, vải rất đẹp luôn. Hàng của Nghĩa Ngân cái chị. Rất đẹp. Rồi chốt em mã số 2 60kg trở lại. Chị nào thấp người nha, chị nào dưới 1m55 hoặc 1m55 trở xuống thì tầm khoảng 58kg. Mã số 2. Ok, mã số 2 cho chị Duyên Mỹ nè. Rồi em có một bộ giống vậy luôn, mã số 3, nhưng mà nó là size số 4, là size 63kg trở lại cái chị đẹp nha, em mặc dừa đó. 63kg nè cái chị, 63-64kg. Rất là đẹp luôn nha, 63-64kg nè. Lên em mã số 3, kiểu giống vậy luôn mà size nó khác. Em lên hai size hai ấy cho mấy chị, hai mã số cho các chị dễ chọn. Bộ này là size số 4 nha, size số 4 là tầm khoảng 63-64kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em mã này là mã số 3. Bộ này là mã số 3 nha, form nó bự hơn. Rồi mã số 4 nè, mã số 4 là màu hồng. Mã số 4 cái chị 55kg trở lại mặt dừa. 55kg. Cao 1m57 trở lên, chị nào hơi thấp người tí xíu thì tầm khoảng 52-53kg trở lại, 100.000 một bộ chị. Mịn hàng với mịn gân, hàng thiết kế em sale cho cái chị đẹp nhà em đó. Hàng rất đẹp luôn. Lên giúp em mã số 4 cái chị, mã số 4. Bộ màu này đẹp lắm. Màu này rất đẹp. Chốt em mã số 4 nha, mã số 4. 55kg, chị nào hơi thấp người tí xíu thì 52-53kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 4. Mã số 4 em chốt cho chị Lê Quỳnh Trâm. Chị Lê Quỳnh Trâm lên giúp em cân nặng và chiều cao đi chị. Lên cho chị mẫu gì nữa đây ta. Khách mới lên giúp em cân nặng chiều cao luôn đi chị đẹp. Hàng này là hàng thiết kế nha các chị, nên chị nào hay mặc được cái form này thì các chị hãy chốt. Mịn gân mịn hàng em sale cho các chị là 100.000 một bộ. Bộ này người ta bán tới 100 mấy, 200.000, 200 mấy luôn á.
Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Diễm rất là nhiều. Rồi em có bộ này màu đỏ size 3XL nè, size 63kg trở lại nè các chị. Size 62, 63kg trở lại mặc vừa. Lên em mã số 5. Chốt em mã số 5 nha, 60, 62kg trở lại. Vậy là bộ chị số 6 hả? Bộ em là số 6 cái chị, bộ này số 6 nha. Lên em mã số 6. 60, 62kg trở lại mặc vừa, chốt em mã số 6 cái chốt em mã số 6, số 6 em chốt cho chị Lê Vân. Chị Hải đăng lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em nha chị đẹp. Số 6 em còn bộ size 2XL, cái chị lên em mã số 7, mã số 7 nha. Mã số 7 size 2XL là size 58kg trở lại. 57 58kg trở lại nè cái chị đẹp nha em. Mét 5 50kg cao mét 54. 50kg cao mét 54 mà chị chốt bộ bộ mã số 5 là bộ nào vậy bé? Số 5 chốt cho ai vậy? Coi chừng em chốt lộn quá, cái bộ số 5 là bộ nào nãy em ship đó, em nói với chị đó. Ừ, bộ em nói với chị á, không phải, bộ đó là bộ mã số 5 đó. Rồi chị tới chị mã số 6, ừ bộ đó đó. Không, giờ em nói lộn á, bên này số 1. Bộ chị cởi ra đúng không? Chị cởi ra là số 1 của chị Hương Ly. Bây giờ là mã số 5 không có. Mã số 5 không có. Nó bị lộn mấy chị ơi, nó bị lộn. Em bị lộn nha. Nên là mã số 5 không có nha. Chị Hải đăng là mã số 6 đó. Em nhảy lên mã số 6 là cho chị Lê Vân. Là bộ chị đang mặc đúng không? Số 6 là em đang mặc là cho chị Lê Vân nè. Rồi mã số 7 là bộ giống như em đang mặc luôn. Nhưng mà nó là size 58kg trở lại. Lên em mã số 7. Mã số 7 em chốt cho chị Hương Trương. Mã số 7 cho chị Hương Trương nè. Để em để vô luôn cho nó chắc ăn, để nó bị lộn. Rồi mã số 7 cho chị Hương Trương. Để em coi mã số 7 còn không. Mã số 7 size 2XL. Cho chị Duyên Mỹ một bộ. Ok, chị Duyên Mỹ một bộ. Mã số 7. Số 7 em còn được một bộ nữa nè các chị. 57, 58kg trở lại mặc vừa. Mã số 7 em còn được một bộ nữa. Số 7 em chốt cho chị Ngọc Liên Cao. Nghe em đọc số ký đi chị. Nghe em đọc số ký. Chị Ngọc Liên Cao lên lại số điện thoại giúp em chị Ngọc Liên Cao ơi. Chị Ngọc Liên Cao lên lại giúp giùm em số điện thoại.
lên số điện thoại với lại lên cân nặng chiều cao giúp em luôn chị Ngọc Liên Cao. Lên lại giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chị. Em canh cho các chị ở trên live rồi, ngày mai đừng hỏi lại mấy bạn nhân viên nha mấy chị. Mấy bạn nhân viên sẽ không biết để chốt, để canh size cho các chị đâu. Tại vì cái này hàng nó tới 2-3 lò lận. Mỗi một form em bung ra em sẽ mặc thử cho các chị và em canh size cho các chị trực tiếp ở trên live luôn. Rồi bộ này 52kg trở lại mặt vừa. Bộ em đang mặc 52kg trở lại mặt vừa. Bộ em đang mặc là 52kg trở lại. Chốt em mã số 8. 100.000 một bộ chị. Đừng inbox chị. Chốt đơn thì cho em trực tiếp trên hệ thống giùm em luôn ha. Không, đừng có nhắn tin. Chị cho số điện thoại. Ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp. Rồi chị đọc địa chỉ. Mã số 7 em hết chứ chị. Mã số 7 em hết. Em đang mặc mã số 8, 52kg trở lại mặt vừa. Rất là đẹp luôn. Mã số 8. Bộ em mặc không có size 3X chị Nguyễn Ngọc Lan. Nó có size số 2 à chị. Size số 2 là size nhỏ đó. Rồi bộ này 58kg trở lại mặt vừa luôn các chị. 58kg. Bộ này đẹp quá. Lên em mã số 9. Chốt em mã số 9 nha. 58kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 9. Mã số 9 nha các chị. Mã số 9. Nó có cái thiêu với cái lằn ở đây nè các chị. Đây các chị mặc nó sẽ rất là đẹp. 58kg trở lại mặt vừa. Lên em mã số 9. Mã số 9. Mã số 9 giúp em mã số 9. Rồi bộ này size XL nè các chị. Kiểu này rất dễ thương nha. 57kg trở lại mặt vừa. Bộ này tầm khoảng 5, 6, 5, 7kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 10. Mã số 10 nha các chị. Mã số 9 em chốt cho chị Huệ Nguyễn. Mã số 9 là size nhỏ nha chị. Ở mã số 9 là bộ đó đúng không? Ok, mã số 9 cho chị Huệ Nguyễn. Rồi vậy là mã số 7 em không có chốt cho chị Ngọc Liên Cao ha. Em chốt cho chị Hương Ly Nguyễn. Chị Ngọc Liên Cao em không có chốt đơn cho chị nha chị. Rồi mã số 10 giúp em với chị. Mã số 10 em có đọc số ký hết rồi đó chị. 100.000 một bộ nha. Em canh size cho các chị trực tiếp ở trên live. Ngày mai đừng hỏi mấy bạn nhân viên nha. Mấy bạn nhà em không có biết bộ nào để canh size cho mấy chị đâu. Nên là các chị chốt ở trên đây thì cho em cân nặng chiều cao luôn. Em canh cho mấy chị. Rồi bộ này 62kg trở lại mặt vừa nè các chị. 62kg trở lại mặt vừa. Em cũng không nhớ nữa chị Hương Liên Nguyễn. Ngày mai mấy bạn nhà em gọi mấy bạn sẽ đọc lại cho chị ha. Sẽ tổng kết lại cho chị là bao nhiêu bộ. Em đọc qua nãy giờ em cũng không nhớ nữa. Rồi bộ này 60-62kg trở lại cái chị size 3XL này. Rất là đẹp luôn bộ này. Lên em mã số 11. Màu cà rốt. Màu này mặt trắng da lắm. Lên em mã số 11 nha. Mã số 11. Em chốt cho chị Nguyễn Diễm. Màu vàng đồng các chị. Màu vàng đồng. Mã số 12 giúp em size XL. Nhưng mà size XL này là tầm khoảng 56-57kg trở lại ha. Mã số 11 em hết chị Lưu Cương.
Bộ này tầm khoảng 55 56 kg cái chị. Chị nào cao mét 57 trở lên thì 57 kg, không thì 55 56 kg trở lại giúp em thôi. Màu vàng đồng rất đẹp luôn. 55 56 kg trở lại lên em mã số 12. Mã số 12 giúp em ha, 55 56 kg trở lại. Mã số 12 màu vàng đồng rất là đẹp. Mã số 12. Mã số 13. Mã số 13 cái chị, 53 kg trở lại mặt dừa. Mã số 13, 53 kg trở lại mặt dừa, mã số 13. 53 kg trở lại luôn. Chốt em mã số 13. 53 kg trở lại. Chốt em mã số 13. Bộ này size 65 kg chắc em hết rồi chị. Hết rồi, nó còn size tầm khoảng mẫu nha cái chị đẹp nha, em ơi qua mẫu nha. Bộ em mặc đẹp quá chừng luôn nè mấy chị, 52 kg trở lại. Mã số 13 em chốt cho chị Phượng Lê. Bộ đó tầm khoảng 55 56 kg trở lại nha chị Phượng Lê. Bộ em mặc là mã số 8, 52 kg trở lại. Bộ em mặc không có size 60 kg chị, hết rồi. Rồi em qua mẫu khác cho các chị nha. Lên bộ gì cho các chị đây ta? 52 kg là cái bộ em đang mặc trong người chị. Là mã số 8, còn mã số 13 là cái bộ đó là tầm khoảng 55 mà. Cho chị mượn lại bộ đó đi. À bộ này 52 53 kg ok chị. 52 53 kg ok, bộ này chị mặc vừa chị Phượng lên. Em sợ chị mặc chật thôi. Em sợ chị mặc chật. Em tưởng đâu là chị 57 58 kg. Ok, bộ này chị mặc vừa. Bộ này mã số 13 nè, 52 53 kg ok đó chị. Bộ em mặc 52 kg chị cao bao nhiêu chị Phượng Lê ơi? 52 kg cao mét 57 trở lên nha, còn thấp người thì tầm khoảng 50 kg thôi. Bộ đó form nó ôm đó chị. Rồi lên tiếp nha cái chị đẹp nhà em ơi, em lên bộ Solen, ở quên em lên bộ 6 mảnh cho cái chị ha. Giờ cái chị muốn mua đồ thun ha, cái chị muốn mua đồ gì cái chị? Mẫu em cũng lên hết cho cái chị rồi đó, còn không thì lên ton. Bộ lụa đi mấy chị, em lên thử bộ lụa cho mấy chị ha, cho chị thử bộ lụa đi. Mét 50 52 kg chị lấy cái bộ mã số 7 đi, ở quên mã số 13 đi chị Phượng Lê, đừng chốt mã số 8 chị, số 8 chị mặc không được đâu. Đó cô Tông mịn hàng mịn gân nãy giờ em lên hết rồi đó chị Nguyễn Hồng Cẩm. Ok, em chốt mã số 8 cho chị Lê Quỳnh Trâm nè. Cái chị muốn mua Solen không? Lên Solen mẫu mới đi cái chị. Solen mẫu 195 em mới về hàng này, rất là đẹp luôn, hàng Tết. Chị Trang Thu chốt đi chị, chốt đi rồi ngày mai thì mình ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi cho chị nha. Chị cứ nhắn là chiều, gọi buổi chiều mấy giờ đó mấy bạn nhà em coi kịp thì mấy bạn nhà em gọi, còn không thì mốt mấy bạn nhà em gọi nha. Em lên Solen cho cái chị đi, mẫu Solen mới về nè, cái chị mặc Tết mấy chị. 195 ngàn hàng thiêu rất là đẹp.
Dạ không nha chị Thi Hồng ơi. Cô Tông thiết kế em hết hàng rồi, chị Nguyễn Hồng Cẩm đâu có còn hàng nữa đâu lên chị. Giờ chỉ còn mịn gân với mịn hàng thôi. Rồi em lên bộ này cho cái chị đi, bộ này 195 ngàn nè, hàng em mới về rất là đẹp luôn. Bộ này em bán cho cái chị Tết chứ chị mặc cũng được hoặc qua Tết luôn. Mẫu này rất là dễ mặc. Trăm chín mươi lăm ngàn hàng thiêu lai nha các chị. Sulen. Ok chị Phượng Lê, em chốt cho chị mã số 13 đó chị. Mã số 8 chị mặc không vừa. Có gì mai mấy chị coi lại giúp em đi. Mấy chị hết rồi đó, mình gân nãy giờ em lên hết rồi đó. Còn nhiêu em lên hết cho mình mấy chị rồi đó. Rồi em lên Solen cho cái chị nha, 195 ngàn cái chị rất là đẹp luôn. Chốt vải sofa giúp em rất là đẹp, 195 ngàn bộ. Size số 1 là 53kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc dừa. Size số 2 là 58-59kg tùy theo cân nặng, tùy theo chiều cao ha. Đây là bộ này cái chị chịu khó lên cân nặng và chiều cao giúp giùm em. Cân nặng kèm theo chiều cao để em canh cho cái chị cho chính xác nha. Rồi bộ em đang mặc nha cái chị, rất là đẹp luôn. Bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là mã đen vàng, hàng sofa giúp em rất là đẹp đó chị. Lên giúp giùm em mã này là đen vàng nha, đen vàng. Em có đen vàng với đen đỏ cho các chị luôn. Bộ này em có size từ 45kg đến 80kg, các chị đẹp nha em mặc vừa. Bộ này chịu khó lên cân nặng và chiều cao giúp giùm em. Chịu khó lên cân nặng và chiều cao giúp em nha các chị. Alo, dạ Diệu nghe ạ. Dạ đúng rồi chị. Ở sao mình tìm cái trang ấy sao không thấy nữa. Chị lên cái trang hàng đẹp giá rẻ, đánh in hoa có dấu hết giúp giùm em ha. Rồi dạ. Số 1 em chốt cho chị Liễu Thí một bộ đen đỏ nè, ok chị. Rồi em có đen vàng với đen đỏ cho cái chị đẹp nha, đen vàng, đen đỏ cái chị. Đen vàng, đen đỏ. Rồi màu này cái chị đẹp lên giúp em màu tím Huế. Đẹp quá đẹp luôn. Chốt em màu tím Huế nha các chị, màu tím Huế 195 ngàn bộ thôi các chị. Rồi màu này cái chị đẹp chốt giúp giùm em là màu hồng đào. Chốt em màu hồng đào nha, đẹp quá trường đẹp luôn mấy chị ơi. Hồng đào giúp em, đây cái màu xanh này mới đẹp nè, màu xanh này mặc lên đẹp lắm. Lên giúp em màu xanh cẩm thạch, size số 1 là 53kg trở lại nha các chị. 53kg chị nào mà gọn gọn người á, cao tí xíu 55kg mặc cũng được. Em canh cho chị là 53kg nha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này lên em màu xanh cẩm thạch. Màu đỏ giúp em với chị. Đỏ đợt này em lên cho chị là đỏ ớt, đỏ tươi nha. Dạ chị mặc tốt. Rồi chốt em màu đỏ. Đẹp quá đẹp luôn á chị. Hoa hồng thiêu. Rồi màu xanh coban giúp em luôn nha. Xanh coban. Đen đỏ hết hay còn á chị, chỗ chị đặt xe một nó còn. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha chị, màu xanh coban giúp em, đẹp lắm luôn. Xanh coban, màu này chốt giúp giùm em là màu xanh cớm, màu xanh cớm giúp em mấy chị, màu xanh cớm. 195 ngàn bộ này mà các chị đi mai chắc em nghĩ chắc cỡ 200-300 ngàn tiền vải, tiền công, tiền thiêu mấy chị. Rồi màu này lên giúp em là màu xanh rêu quý chị. Xanh rêu, xanh lá cũng được. Đẹp quá đẹp. Chốt em màu xanh rêu quý em, màu xanh rêu. Đây bộ này màu mới đẹp nè, màu tím cẩm giúp em nha, màu tím cẩm. Tím cẩm quý chị. Em chốt cho chị Liễu Thí rồi nha, chị đen đỏ là em lấy cho chị rồi, size số 1 nha. Rồi lên giúp em màu tím cẩm đi quý chị, màu tím cẩm. Màu cam. Chốt em màu cam nè các chị, màu cam. Chốt em màu cam các chị đẹp nha, em ơi màu cam. Chị Nguyễn Diễm ơi, cái mẫu đó là chị phải lựa trực tiếp giúp em mới được chị, em không có lấy giùm nha.
Nên là các chị thông cảm giúp giùm em. Có thể là mai tôi lại like coi từ từ giúp em chụp hình gửi qua, còn mẫu thì bạn nhà em lấy. Rồi màu vàng giúp em mấy chị, màu vàng. Chốt em mã vàng nha các chị đẹp nha em ơi, mã vàng. Rồi đó em hết rồi đó các chị. Tại vì mấy cái hàng thiết kế hàng này kia mẫu mã đồ này kia là em không có lấy giùm cho mấy chị được. Rồi em đang mặc là cái chị lên giúp giùm em là đen đỏ các chị. Ủa anh đen vàng. 195.000 nha. Đen solen rất là đẹp luôn. Alo. Vô bình thường thôi chị, đâu có gì đâu, vô không được. Em đang like mà. Kỳ vậy, chị hỏi chị giúp em đi vô bình thường chị, Facebook em đang like là chị cứ vô bình thường. Vô bên cái trang mà vô không được. Chị kêu ai chỉ giùm chị đi, cái trang em là trang cộng đồng, không có chặn hay là không có làm cái gì hết trơn á, chị vô là coi bình thường nha. Dạ. Rồi chốt giúp em màu vàng đi cái chị đẹp nhà em, chốt em màu vàng nha. Màu vàng rất là đẹp luôn. Cái chị muốn đừng có bị lạc cái trang, và cái chị dễ tìm em á, cái chị chịu khó cái chị chia sẻ trên trang cá nhân của cái chị á, một lần giúp giùm em một lần hai lần gì đó. Nói mốt mà ví dụ như là không có nhiều khi like á, em like Facebook nó không có thông báo á, thì cái chị biết cái giờ like á, cái chị vô cái chị xem. Buổi trưa là em like, thường là em like 11 giờ, buổi tối thì thường là 7 giờ. Thôi cái chị tìm nó không có ra. Nhiều khi có nhiều chị mua hàng nhà em rồi, nhưng mà mua lần rồi là bữa sau muốn mua nữa không biết tìm ở đâu để mua. Màu xanh cẩm thạch đẹp quá luôn nè mấy chị. Cái màu này rất đẹp. Mấy giờ rồi? 9 giờ mấy rồi hả? Rồi em like và thêm vài màu nữa xong rồi em ốp nha mấy chị ơi. Quên. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu xanh cẩm thạch nha các chị. Màu này đẹp, quá đẹp luôn. Màu xanh cẩm thạch giúp em, rất là đẹp. Ngày mai em sẽ chụp hình mẫu bộ này cho các chị. Nói bữa nay chụp mà quay lại em chưa có chụp được. Mai chụp nha. Rồi tối nay em like tới đây nha các chị đẹp nhà em ơi. Em up like nha. Gần cuối năm cái xong cái cũng gần hết năng lượng luôn mấy chị. Hết năng lượng luôn. Rồi cảm ơn các chị đẹp nhà em rất là nhiều. Đơn này ngày mai các bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Cảm ơn các chị đẹp rất là nhiều. Thường là em like 11 giờ trưa đến tới buổi tối thì thường là 7 giờ các chị.